của ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý thầy cô. Con tên Nguyễn Hồng Tiết, học sinh lớp 2B, trường tiểu học Ban Thợ Xây. Đến với cuộc thi kể chuyện theo sách hôm nay, con xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý thầy cô câu chuyện Nước Nóng, Nước Nguội. Câu chuyện Nước Nóng, Nước Nguội được kể lại theo lời kể của đồng chí Nguyễn Việt Hầu in trong cuốn. Một số lời dạy và nói chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ, đôi khi còn bật tai chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Berlin ra nước ngoài trước cách mạng tháng 8. Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm bé cho gọi lên Việt Bắc, bé chặn trạm nói tiếp. Dù đồng chí này có đến sớm, cũng sớm chưa mới cho đồng chí ấy vào gặp bé. Trời mùa hè, nắng chang chê, đi bộ đúng ngõ nên đồng chí trung đoàn phát cá mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, bé đã chờ sẵn, trên bàn đặt hai cốc nước. Một cốc nước sôi, có ý dùng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước nguội. Sau khi chào hỏi xong, bé chỉ vào cốc nước nóng nói: "Chung đi." Đồng chí cán bộ kêu lên: "Trời, nắng thế này mà bé lại cho nước nóng, làm sao chứ được?" Bé mỉm cười: "À, ra thế, thế chú thích uống nước nguội, mát không?" "Dạ, có ạ." Bé nghiêm nét mặt nói: "Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn." Hiểu ý bé giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa. Qua câu chuyện Nước Nóng, Nước Nguội, con thấy bé Hồ luôn có niềm tin vững chắc về tính hướng thiện trong mỗi con người. Ta học được ở bé phương pháp giáo dục có thể lay động lòng người. Bài học mà con có thể nhận thấy ở đây là làm cán bộ tốt thì phải biết hòa nhã, điềm đạm, tôn trọng và yêu thương mọi người. Để làm được điều đó thì trước tiên phải đặt mình vào vị trí cấp dưới, vào người dân. Có như vậy mới có thể làm được, cảm nhận được tiếng lòng họ và làm công việc tốt hơn. Qua câu chuyện Nước Nóng, Nước Nguội, em rút ra được bài học giận, chúng ta nên kiềm chế bản thân bình tĩnh hơn để không phải nặng lời, lớn tiếng làm tổn thương người khác. Em xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý thầy cô dồi dào sức khỏe.